Chào bạn, hôm nay đồng hồ TV sẽ cùng bạn tìm hiểu chiếc đồng hồ để bàn rất là đặc biệt của hãng Citizen. Đây là chiếc đồng hồ để bàn có thiết kế đặc sắc ở chỗ là gì ạ? Chúng ta thấy có một chiếc đầu máy hơi nước. Đây là hình ảnh một trong những chiếc đầu máy hơi nước đầu tiên của thế giới. Bức tranh này được làm hoàn toàn thủ công các bạn nhé. Chúng ta để ý là nó được hình thành bởi các cái thành phần kim loại, ví dụ cái kim băng này, rồi các cái lá đồng, rồi bản lề là những cái vật dụng rất là quen thuộc của chúng ta. Nó tạo nên một bức tranh về cái đầu máy hơi nước đầu tiên trên thế giới. Còn góc trên bên phải thì là chiếc đồng hồ kim nhảy của hãng Citizen. Toàn bộ kim được mạ vàng. Các cọc số là cọc số La Mã. Và đoàn tàu và cái đồng hồ này thì nằm trên một cái nền nhung màu đen. Ở phía dưới chúng ta nhìn thấy nhãn hiệu Citizen và tên của cái đầu máy hơi nước này, Early Steam Engine. Chúng ta sẽ nhìn cận cảnh, các chi tiết rất là sắc sảo, được làm hoàn toàn thủ công. Và mặt sau các bạn sẽ thấy máy của đồng hồ. Đây là máy sử dụng pin chung, pin cỡ C. Để chỉnh giờ các bạn sẽ nhấn cái nút này xuống và xoay, thì chúng ta sẽ xoay chỉnh được kim giờ và kim phút. Các bạn sẽ xoay tới cái giờ hiện tại, rồi nhả ra thì kim giây bắt đầu chạy. Và mã của cái đồng hồ này là 4RG213, sản xuất tại Nhật Bản và dành cho thị trường Nhật Bản. Đây các bạn thấy hướng dẫn là tiếng Nhật này. Phần chân đế này các bạn thấy là có hai cách thiết lập. Thứ nhất là các bạn có thể đặt lên bàn như một cuốn lịch như này. Thứ hai là chúng ta có thể tháo lên và điều chỉnh như này để nó thành một bức tranh khi bạn đặt trên bàn. Chúng ta có hai cách để đồng hồ tùy vào cái sở thích của chúng ta. Đây chúng ta có thể dễ dàng thay đổi. Về mặt kích thước, chúng ta sẽ có một cái đồng hồ hình chữ nhật trông như một bức tranh với bề ngang là 25 cm và chiều cao khoảng 19,5 cm. Chiều dây của đồng hồ cả phần máy ấy, là khoảng 6 cm. Và các bạn có đoán được tuổi của đồng hồ này không ạ? Nó cũng khá là nhiều tuổi đấy. Ở mặt sau các bạn sẽ nhìn thấy cái năm mà nó được mua này, đó là năm 60 Nhật Bản, tức là tương đương là năm 1985, tức là bây giờ cái đồng hồ này cũng khoảng 38 tuổi rồi. Một chiếc đồng hồ khá là cổ điển và rất đặc sắc, dành cho bạn nào yêu thích về tàu hỏa. Thì nếu mà các bạn quan tâm tới chiếc đồng hồ tàu hỏa của hãng Citizen, các bạn có thể liên hệ đồng hồ TV theo số điện thoại bên dưới. Và đừng quên đăng ký kênh đồng hồ TV để có thêm nhiều thông tin về các loại đồng hồ khác nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.